Thưa quý vị, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, hoạt động buôn bán hàng rong, buôn bán trên lòng lề đường đều phải ngưng hoạt động. Tuy nhiên hiện nay tình trạng này vẫn xảy ra ở một số nơi tại huyện Dương Minh Châu. Dù hoạt động buôn bán hàng rong này chủ yếu là bán các mặt hàng thực phẩm như rau xanh, trái cây, cá, thịt heo. Tuy nhiên do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, ngăn chặn sự lây lan cộng đồng, Do đó các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi buôn bán hàng rong, buôn bán trên lòng lề đường. Thế nhưng, để né lực lượng chức năng, hoạt động bán hàng rong này thường diễn ra tại các con hẻm nhỏ trong khu dân cư và luôn trong tâm thế di chuyển đi nơi khác ngay nếu hay tin lực lượng chức năng đi kiểm tra, xử lý. Chính vì vậy, gây khó khăn